Tập 1. Xin kính chào quý hành khách thân mến. Do thời tiết xấu dẫn đến chuyến bay khởi hành không đúng giờ. Chúng tôi vô cùng xin lỗi. Chúng tôi đã nhận được chỉ thị của trung tâm điều phối. Máy bay sẽ mau chóng khởi hành. Kính mời quý hành khách nhanh chóng cất hành lý vào chỗ ngồi. Tôi thay mặt tất cả thành viên phi hành đoàn, xin chân thành cảm ơn quý khách đã thông cảm và ủng hộ. Xin kính thưa quý hành khách thân mến. Do thời tiết xấu dẫn đến chuyến bay khởi hành không đúng giờ. Chúng tôi vô cùng xin lỗi. Chúng tôi đã nhận được chỉ thị của trung tâm điều phối. Máy bay sẽ nhanh chóng khởi hành. Kính mời tôi hành khách nhanh chóng cất hành lý. Cũng không giống kiểu người ngồi ở khoang phổ thông đâu. Tôi thay mặt tất cả thành viên phi hành đoàn, xin chân thành cảm ơn quý khách đã thông cảm và ủng hộ. Anh vừa ở nước ngoài về sao? Sao anh biết vậy? Tôi thấy anh thuê wifi. Chắc là vẫn chưa kịp đổi sang sim ở trong nước hả? Khả năng quan sát của anh cũng khá thật đó. Anh làm nghề gì? Tôi làm về mảng tìm kiếm nhân lực. Săn đầu người. Cho là vậy đi. Giỏi thiệt nha. Hân hạnh. Xin chào. Chào anh. Tôi làm về IT. Ở nước ngoài cũng được gần 10 năm rồi. Mỗi một khoảnh khắc đều như một thước phim. Nó được diễn ra ở cự ly gần hoặc xa nơi chúng ta. Nếu không có câu chuyện diễn ra sau đây để nhắc nhở bạn, có lẽ bạn sẽ không bao giờ ý thức được rằng một ai đó mà chúng ta đã từng đi lướt qua nhau, nhìn có vẻ bình thường, thậm chí còn chẳng đáng liếc mắt, ngược lại họ có thể gánh trên mình bí mật không thể cho ai biết. Phồn hoa, náo nhiệt, tràn đầy sức sống, không ngừng phát triển, đó chính là thời đại mà chúng ta đang sống. Trong cái thời đại luôn chạy về phía trước này, như một con thuyền lớn, nó đang đưa chúng ta đến khắp các vùng biển sâu thăm thẳm. Tất cả những vẻ tĩnh lặng yên ả thông thường chỉ là một kiểu biểu hiện. Nơi con thuyền hướng tới lại đầy những đợt sóng ngầm nguy hiểm khôn lường. Chỉ là có nhiều người đắm chìm trong an nhàn nên đã quên đi. Trong thế giới này, ở thời đại này, dường như mỗi phút mỗi giây vẫn đang diễn ra những cuộc chiến không có thuốc súng. Có những người quyết tâm bảo vệ chính nghĩa, cũng có người sa vào vực sâu tội lỗi. Khi bạn đang hưởng thụ không gian yên bình, đến lúc có phong ba bão táp, rất có thể là bạn đang đứng ở trong tâm bão. Thời gian hiện tại là 5:17, 21:00, 22:00, 23:00. Sếp Bang à, người của 4 nhóm đã vào đúng vị trí. Dự đoán khoảng 10 phút sau chúng ta sẽ hạ cánh. Bây giờ chúng ta phải tranh thủ thời gian để báo cáo tóm tắt về lần hành động cuối cùng. Mục tiêu lần này của chúng ta là một gián điệp thương mại quốc tế. Biệt danh Blaster, danh tính thật chưa rõ. Vì tình báo có hạn, chúng ta vẫn chưa biết được mục đích anh ta tới sông Thanh. Dù thế nào đi nữa, nhiệm vụ lần này do cấp trên trực tiếp truyền đạt xuống. Tất cả mọi người đều không được chủ quan. Đã rõ. Phải nhớ nguyên tắc của đợt hành động lần này. Lần này theo dõi, giám sát. Vì vậy, bất luận như thế nào cũng không ai được để lộ hành tung. Cục trưởng Tống tới rồi. Ai về chỗ đó, vào vị trí đợi lệnh. Rõ. Sếp An, mục tiêu đã xuất hiện.
Nè, sao vậy? Tôi quên lấy hành lý rồi. Làm phiền anh, chúng ta quay lại sân bay được không? Cũng được. Thưa sếp, xe của mục tiêu chuẩn bị chạy ra đường quốc lộ. Có tiếp tục theo dõi nữa không? Xin chỉ thị. Rút trước đi, tôi sẽ dùng hệ thống camera để tiếp tục theo dõi. Đã hiểu. Tổ A, mục tiêu đã thay đổi hướng đi, chuẩn bị hành động theo kế hoạch. Hiểu rõ. Cháu con ơi. Mẹ. Trời ơi, con trai. Sao con lại về vậy? Về nhà nói nha. À, được, được, được. Đi, à, đưa túi cho mẹ. Đưa đây. À, rồi, rồi, rồi. À, từ từ thôi, từ từ. À, có nặng không con? Không nặng đâu. Ờ, ba con có nhà không? Có chứ, có chứ. Ờ. À, nè, nè. Nè, vào nhà đi con. Mẹ. Hả? Con đã 30 tuổi rồi mà, sao mẹ còn gọi biệt danh của con vậy? Trời ơi, cho dù con có 60 tuổi, không phải con vẫn là con trai của mẹ sao? Chà, con ba. Trai về rồi sao? Nè nè nè, ông đã rửa tay chưa vậy? À, rửa rồi. Trời ơi, sao về không báo một tiếng vậy? Không phải con muốn tạo cho ba một bất ngờ sao? Đúng là bất ngờ đó nha. Nè nè nè, ngồi xuống đây, ngồi xuống. Nè nè nè. Công việc vẫn thuận lợi chứ? Cũng thuận lợi ba. Nè, con trai, sao con về có một mình vậy? À, mẹ, con vừa mới về tới thôi, mẹ đã hỏi chuyện này chuyện kia rồi. Mẹ cho con thở một chút đi được không? À, vậy lần này con về ở lại được bao lâu? Ờ, cái này cũng khó nói lắm, con chưa quyết định được. À, à đúng rồi. Gì vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Ê, con lại mua đồ về nữa hả? Đã nói con bao nhiêu lần được có mua, cứ tiêu xài hoang phí. Con đâu có mua gì mất tiền đâu, chỉ là mấy sản phẩm dưỡng da thôi. Còn không phải cho bà sao kìa. Ôi trời ơi, cái này hả? Mẹ. Hả? Đây là mặt nạ chống nếp nhăn, lúc nào mẹ đi ngủ nhớ đắp lên đó. Hả? Trời ơi, được, được lắm, cảm ơn con trai. Ông nhìn nè. Ba. Loại dao cạo râu này rất tốt đó. Ê, cái của bà dùng bao nhiêu năm rồi, cũng nên đổi cái mới được rồi đó. Cái của bà dùng vẫn còn rất tốt mà, không biết tiết kiệm gì hết. À, trời ơi, được rồi, cầm lấy đi, cầm lấy, cứ vậy hoài. Nè nè nè, con trai, qua đây ngồi xuống. Hả? Ngồi xuống, ngồi xuống. Nè, con đã ăn cơm chưa? Trên máy bay con có ăn một chút rồi. À, trên máy bay thì ăn uống được cái gì, trong nhà còn cơm đó, ba đi hâm nha. Được rồi, được rồi. Cái gì vậy? Con nó vừa mới về, ông đã cho nó ăn cơm thừa, làm gì có ai như ông. Ông thiệt tình mà. Nè con trai, mẹ sẽ dẫn con đến siêu thị chúng ta đi mua hải sản nè. Con muốn ăn gì mẹ nấu cho con ăn luôn. Dạ được. Ba. Hả? Mẹ, vậy đi, con đi trả lời email công việc một chút. Nhanh lắm, rất nhanh đó. Được, được, đi, được. Đi, đi làm gì của con. Con làm nhanh nhanh một chút, mẹ đợi con ha. Con biết rồi. Gấp cái gì chứ, đã về tới nhà rồi. Bà thiệt nè, là tôi thấy ông đúng là kẻ keo kiệt. Con trai vừa mới về, ông không biết sót thằng đó, kêu nó ăn cơm thừa. Thank you.
Mục tiêu đổi sang chiếc Chevrolet màu đen, biển số xe AE9210. Mẹ nói xem, mẹ mua nhiều đồ ăn như vậy, chúng ta có ăn hết không đây? Ăn hết chứ. Nè, sao vậy con? Mẹ. Hả? Sân vận động này mới sửa lại phải không? À, sửa hồi năm ngoái. Con coi, bao lâu rồi con không chịu về nhà. Cũng không biết bây giờ học sinh tiểu học còn bị học bù nữa hay không. Con nhớ năm con học thê thảm lắm đó. Mẹ làm sao biết được, mẹ cũng đâu có cháu đi học tiểu học. Hay là con dẫn một đứa về cho mẹ nuôi, con riêng, mẹ chịu không? Con không có nghiêm túc gì hết. Xem ra đời này mẹ không có hy vọng được bế cháu rồi. Mẹ. Hả? Bây giờ nhà mình còn rượu không? Còn. Rượu vang cũng có hả? Ồ, rượu vang thì không có. Hay là vậy đi. À, con đi mua hai chai, mẹ uống với con ha, có được không? Được. Vậy con đưa túi cho mẹ đi. Mẹ xách nổi không đó? Xách nổi chứ, mẹ khỏe lắm mà. Vậy bây giờ con đi mau về mau, mẹ sẽ về nhà nấu cơm ha. Dạ được, không sao, chút nữa con về. Được rồi. Đi chậm thôi nha mẹ. Mẹ biết rồi. Lát nữa gặp nha. Thượng. Đúng là cậu rồi nè. Giả thật. Trời ơi. Thả xuống, thả xuống. Thả tôi xuống. Bỏ tôi xuống đi. Giờ nào vậy? Vừa mới về tới thôi. Còn cậu thì làm ở đài truyền hình sao? Bạn của cậu bây giờ là nhiếp ảnh gia quan trọng của đài Song Thanh đó. Trời, lợi hại nha. Còn cậu, tốt nghiệp đại học xong thì chẳng nghe tin tức gì nữa, vẫn ở Bắc Kinh hả? Ây trời, công việc của tôi chẳng đâu ra đâu hết. Cũng ngại không dám nói với bạn học cũ luôn. Nghe gì vậy? Vẫn là nghề cũ, sang đầu người. Quan hệ rộng nghe, vậy mà còn nói chẳng đâu ra đâu nữa. Tôi thấy cậu chắc là có ý coi thường đám bạn bè cũ. Về quê làm nói chuyện cái gì đó, chơi tôi có phải không? Ê, hình như cậu vẫn chưa biết gì đúng không? Biết về chuyện gì? Giáo viên chủ nhiệm cấp 3 chúng ta mất rồi. Tại sao lại mất chứ? Ung thư phổi, ngày mai đưa đi rồi. Ba giờ chiều ngày mai, nghĩa trang Đào Nguyên, thông báo được cho ai đều thông báo hết cả rồi. Tiễn thầy Dương đoạn cuối cùng đi. Biết rồi, tôi nhất định sẽ đến. Được rồi, ngày mai gặp nghe, đi ha. Ra dễ quá. Sếp ơi, nhận được xin trả lời. Nghe thấy, mời nói. Mục tiêu giảm tốc độ đột ngột.
Hắn để tôi vượt lên phía trước rồi. Bây giờ biến thành anh ta đi theo tôi. Tôi nhìn thấy rồi. Hãy xác nhận thành viên tổ anh có phải đã đến vị trí chỉ định hay chưa. Xác nhận. Tôi sẽ rút lui ở khúc ngoặt phía trước. Cậu ấy sẽ tiếp tục theo dõi theo tôi. Được rồi. Lập tức hành động. Đã hiểu rồi. Tôi đến vị trí được chỉ định rồi. Nhận được, tôi đã chuẩn bị theo dõi đối tượng. Mục tiêu đã đi qua khúc cua, đi hướng trước mặt. Đã hiểu, tôi đang vào làn xe. Tổ A, chú ý duy trì khoảng cách. Nhận được. Lão Lục, hiện giờ anh đang ở vị trí nào? Tôi ở giao lộ cầu An Diễn đợi lệnh. Lập tức đi vào đường chính, giữ tốc độ xe chậm nhất. Chiếc xe của đối tượng có lẽ sẽ xuất hiện trong khoảng 3 phút nữa. Anh thay cho tổ A tiếp tục theo dõi đối tượng. Đã hiểu, lập tức hành động. Cục trưởng Tống, có thật đối tượng chỉ là gián điệp thương nghiệp thôi không? Bên tình báo họ nói vậy. Đối phó với loại người này, tôi cần phải có nhiều tin tức hơn. Cô nói vậy là có ý gì? Cô nghĩ rằng tôi muốn giấu tin tình báo với cô sao? Hành động từ nãy tới giờ rất khá. Tiếp tục đi. Sếp An, xe của đối tượng đã tiến vào hầm để xe trung tâm thương mại Bách Quy Niên. Lập tức điều chỉnh cho tôi tất cả camera giám sát dưới hầm xe của Bách Quy Niên. Dạ rõ. Tổ xe đợi lệnh tại chỗ, toàn bộ đội khác mau tới trung tâm thương mại Bách Quy Niên. Sếp An, tìm thấy rồi. Bạn à, cái nhóm nhỏ đã tới vị trí chỉ định rồi. Đã nhận. Xe của đối tượng bây giờ đã chạy xuống khu F2 tầng 2, vị trí xe 3209. Tổ B tiếp tục theo dõi trong hầm để xe. Tổ A, tổ C tiến vào trung tâm thương mại. Tổ D ở bên ngoài đợi lệnh. Đã hiểu. Dưới trung tâm thương mại của trạm tàu điện ngầm, tôi xin đến trạm tàu điện ngầm đợi lệnh. Tổ A đợi lệnh tại cổng trạm tàu điện ngầm, những tổ khác không thay đổi nhiệm vụ. Đợi tôi với. Cảm ơn. Không có gì. Cô lên tầng mấy? Tầng 5. Cô đi xem phim à? Tôi ở thang máy W1. Mục tiêu đang ở dưới tầng 1.
Lão Lục, Tiểu Lý, hai người mau rút về đi. Đỗ Mảnh, đối tượng có thể đi về phía anh rồi. Hành khách trên tàu điện ngầm rất phức tạp, anh chuẩn bị cho tốt đi. Thông báo bộ phận kỹ thuật vào hệ thống camera tìm kiếm vị trí đối tượng, rút về. Tôi kêu cô quay về dưới báo cáo hành động, còn đứng đó làm gì? Lần này hành động thất bại, trách nhiệm thuộc về tôi. Nhưng tôi cho rằng trong lúc hành động có vài điểm nghi vấn. Tôi hy vọng khi nào sếp báo cáo lại với cấp trên có thể nói thêm vào. Cô nói đi. Trước tiên, cấp trên đã nắm được tin tức chuyến bay của mục tiêu, cho thấy đã biết được thân phận và danh tính mà đối phương ngụy tạo. Vậy tại sao trong tin tình báo đưa cho chúng ta lại không nhắc tới? Nếu đã là ngụy tạo thì cung cấp có ý nghĩa gì nữa chứ? Tất nhiên là có ý nghĩa rồi. Có những tin tức đó, chúng ta có thể tìm ra được xe taxi, khách sạn và những ghi chép liên quan tới tài khoản ngân hàng nữa. Điều này vẫn chưa chắc. Bộ hắn không biết đổi thân phận sao? Nếu như cấp trên đã biết đối phương có nhiều thân phận ngụy tạo như vậy, chứng tỏ là cấp trên đã đưa ra những suy đoán, mục tiêu đối phương không dễ gì đối phó rồi. Cô đang bắt bẻ tôi sao? Tôi không hề bắt bẻ ai hết. Tôi cũng không hề nói là vấn đề của ai. Tình hình bây giờ chính là mục tiêu vội vàng xác nhận xung quanh đang an toàn. Tôi hoài nghi rất có khả năng hắn sẽ tiếp tục hành vi phạm tội ở sông Thanh. Vậy được. Đợi bộ phận kỹ thuật có manh mối rồi hãy nói tiếp. Tôi vẫn còn một vấn đề nữa. Cô ra ngoài dưới báo cáo hành động cho tôi trước đi. Từ lúc chúng ta nhờ được lệnh đến lúc máy bay hạ cánh, thời gian để cho cả đội chúng tôi chuẩn bị chỉ có 6 tiếng đồng hồ. Nếu như không phải vì máy bay bị quản thì chúng ta chỉ có 3 tiếng đồng hồ mà thôi. Có lẽ nhiệm vụ còn chưa bắt đầu thì đã nhận thất bại rồi. Còn nữa, do lần này chúng ta không có đủ thời gian phái người đi theo mục tiêu lên máy bay, chúng ta không hề biết có phải đối phương đã giao nhận hàng hóa với đồng bọn ở trên máy bay rồi hay là chưa.
hay đó chỉ là kế điệu hổ ly sơn mà thôi. Nói về số liệu, có lẽ sếp rõ hơn tôi. Ít nhất có 10% tỷ lệ giao dịch đều được thực hiện trên máy bay. Được, cô cứ về trước đi. Chào anh làm thủ tục nhận phòng à? À, đặt trước rồi. Dạ. Dạ rồi, xin chờ chút. Thưa anh, có thể nhận phòng rồi. À, cảm ơn. Sao mẹ lại đến rồi? Con về rồi hả? Dạ. Hôm nay tiệm đóng cửa sớm nên mẹ tới đây thăm con. Chưa ăn cơm có phải không? Mẹ hiểu nhất mà. Nào, đồ ăn tới rồi nè. Ừ, mùi thơm thiệt ha. Đây, để mẹ múc cho. Nè con, dạo này công việc có phải áp lực rất lớn không? Không có, mọi thứ vẫn bình thường thôi. Ngay cả mẹ mà con cũng không nói thật nữa. Mẹ. Ừ? Con làm bên an ninh quốc gia đã hơn 6 năm rồi. Hôm nay là lần đầu tiên con bị thất bại đó mẹ. Tại sao vậy con? Mẹ đâu phải là mẹ không biết, con không được kể chi tiết mà. Ơi, mẹ cũng đâu có hỏi nhiều đâu. Ừ. Ngon quá. Ngon lắm hả? Ừ. Ăn nhiều đi con. Con à. Ừ? Chi tiết cụ thể mẹ sẽ không hỏi con. Con chỉ cần nói cho mẹ biết, hành động lần này có nguy hiểm không? Không nguy hiểm đâu, mẹ yên tâm. Thật ra mẹ nghĩ con sang bộ phận kỹ thuật cũng tốt. Mẹ, con suy nghĩ rồi. Ừ. Nhưng con thấy chuyện này không trách con được. Muốn trách thì phải trách ba của con mới đúng. Khả năng gen di truyền mạnh quá, cho nên mới truyền hết chứng tăng động của ba qua cho con rồi. Con bị điều tới bộ phận kỹ thuật, con không ngồi yên được. Mẹ. Thôi không nói nữa. Vừa rồi trên đường mẹ tới, có gặp hiệu trưởng Ngô của con. Ừ. Gần đây thầy ấy làm sao rồi mẹ? Thầy ấy vẫn khỏe. Chỉ là mẹ nghe thầy nói, thầy Dương dạy con hồi cấp 3 qua đời rồi, bị ung thư phổi.
tìm chỗ ngồi nghỉ lát đi. Hôm nay không được đâu, để hôm khác đi. Được, vậy đi trước nghe. Thầy Dương à, lúc nhỏ thầy là người la em nhiều nhất đó. Sau khi lớn lên, em mới hiểu là thầy rất quan tâm em. Thầy ơi, thầy vất vả rồi. Cảm ơn thầy. Mong thầy yên nghỉ. Anh về hồi nào vậy? Hôm qua. Ừ. Nghe nói sau khi anh tốt nghiệp vẫn luôn làm việc ở Bắc Kinh đúng không? Đúng vậy, ở Bắc Kinh. Còn em? Em vẫn ở Sông Thanh, tổ chức xã hội. Cũng tốt. Ba năm đầu, anh luôn tìm kiếm em. Nhưng không một ai biết em đã đi đâu hết. Và ba năm sau, có người đã nói với anh, đã nhìn thấy em đang đi ngoài đường. Người đó nói nhìn em có vẻ ổn, chỉ là ốm đi rất nhiều. Mã Thượng, đó đã là chuyện của 10 năm về trước rồi. Anh biết chứ. Chỉ cần là em vẫn còn sống, những thứ khác đều không quan trọng đâu. Hiện giờ điều anh muốn biết chính là, vì sao năm đó em không từ mà biệt vậy? Có chuyện công việc, chắc là em phải đi trước rồi. Cảm ơn anh vẫn luôn lo lắng cho em. Nhưng mà chuyện gì đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Em không muốn nhắc lại nữa đâu. Sếp Tần à, sếp định đi theo em tới khi nào nữa?
tên nhóc nhà cậu được đó. Lên xe đi. Cách này của cậu không tệ. Mục tiêu đã cho rằng anh ta không bị theo dõi nữa, chắc chắn sẽ tiếp tục hành động. Đối phó với loại người này, chúng ta luôn phải nghĩ cao hơn một bậc. Sếp Tần. Tổng bộ đã phái binh hùng tướng mạnh đến. Tôi rất có lòng tin đối với nhiệm vụ lần này. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mười mấy người ở cục thành phố đều bị phát hiện. Hai người làm sao tiếp cận được mục tiêu vậy? Thực ra đơn giản lắm. Thủ đoạn của đám người này càng ngày càng cao siêu, nhưng kỹ thuật của chúng ta cũng không dậm chân tại chỗ. Dùng máy định vị có khả năng phóng xạ, thiết bị theo dõi, không sợ bị phát hiện sao? Bởi vì cái này là thể lỏng, thực ra cũng chỉ là một cái lọ nhỏ như cái móng tay thôi. Tôi tìm cơ hội nhỏ nó lên người của mục tiêu. Tôi xin lỗi. Thủ Hiên mang theo thiết bị định vị, có thể trong phạm vi 300m trực tiếp xác định mục tiêu. Nhưng mà kỹ thuật này cũng có một khuyết điểm, chất phóng xạ theo dõi phân hủy rất nhanh. Rồi sau khi mục tiêu đi vào khách sạn thì gần như mất hết tác dụng rồi. Mục tiêu này không đơn giản đâu. Ở trên đường đi anh ta cố tình tránh camera giám sát, hơn nữa còn thay đổi đặc tính bước chân bất cứ lúc nào. Đây rõ ràng là đang tránh né hệ thống camera. Cho dù thế nào thì hợp đồng lần này các cậu cũng đã thắng đẹp. Nè, phải không ngừng cố gắng nha. Sếp Tần, tài liệu DS kia thật sự thần kỳ như vậy sao? Cậu hiểu về nó bao nhiêu? Nói một cách đơn giản, chắc là có liên quan đến kỹ thuật chỉ đạo chuẩn xác. Không phải là đã rất thành thục kỹ thuật này rồi sao? Kỹ thuật chỉ đạo chuẩn xác hiện nay là chỉ đâu đánh đó. Đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Trước tiên không nói lĩnh vực dân dụng mà nói về lĩnh vực quân sự. Cậu tưởng tượng xem, sai số chỉ đạo trong phạm vi 100km giảm xuống còn cm hoặc là mm thì sẽ xảy ra chuyện gì? Cậu thử tưởng tượng đi. Bây giờ có một chiếc máy bay không người lái tầm xa, bay qua độ cao 20.000m. Hệ thống chỉ đạo của nó trực tiếp nhắm vào cậu, đồng thời bắn một tên lửa đặc biệt về phía cậu. Tên lửa này rất là nhỏ, nó không cần mang theo bất kỳ vật liệu cháy nổ nào, không cần quá nhiều nhiên liệu hỗ trợ. Nó chỉ cần thông qua lực hút của trái đất đạt được chức năng xung kích. Đúng vào lúc này, cậu không thể nào biết được bản thân đã bị định vị, cũng không thể biết điểm rơi của đạn sẽ trực tiếp bắn vào mắt phải của cậu. Thần kỳ vậy sao? Cứ yên tâm đi. Hả? Chuyện này sẽ không xảy ra với cậu đâu. Hả? Cậu ấy nói có hơi khoa trương, nhưng về nguyên lý là vậy. Loại vật liệu này đối với việc nâng cấp và ứng dụng kỹ thuật chỉ đạo hầu như không bị giới hạn bởi sức tưởng tượng. Được rồi, chúng ta bàn một chút về tình hình mới nhất đi. Trước tiên bắt đầu từ đồng nghiệp có thể hợp tác được. Cục An ninh Quốc gia Song Thanh. Đúng vậy, đều là trụ cột của đội điều tra. An Tĩnh.